Một nhóm ngành tiềm năng sắp vượt đỉnh trong tháng 6. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm rõ về cái nhóm ngành này. Nó có tiềm năng như là cái cách mà nó đi lên trong cái giai đoạn vừa rồi hay không? Thì xin mời anh chị theo dõi cái nhận định của em trong video ngày hôm nay nha. Rồi, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đến với kênh YouTube của em ha. Thì lời đầu tiên em muốn giới thiệu với anh chị là đối với những anh chị nào mà lần đầu tiên mình đến với kênh của em, thì đây là nơi mà em chia sẻ với anh chị về những cái kiến thức đầu tư cũng như là những cái kinh nghiệm thực chiến của em trên thị trường này. Và song song đó là em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái phương pháp đánh sóng của mình, đánh theo dòng tiền đấy, chứ không phải đánh T cộng anh chị. Rồi thì chúng ta làm rõ để mà anh chị mình xem kênh sẽ không bị nhầm lẫn. Thì trước khi mà em phân tích về cái nhóm ngành đó thì em sẽ đi vào chia sẻ cho anh chị một cái tư duy này rất là hay. Một cái tư duy mà giúp em giữ được tiền khi mà thị trường nó giảm giá và kiếm được rất nhiều tiền khi mà thị trường nó đi lên, nó tăng rất mạnh. Anh chị sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng rồi thì anh chị cho em một cái nút like nha. Đấy, anh chị xem xong thấy hay quá, anh chị cho em một cái đăng ký kênh luôn, nếu mà anh chị lần đầu tiên xem cái YouTube của em ha. Rồi, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư ha. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ em và cũng như là đã dành ra những giây phút để mà mình theo dõi những cái nhận định của em hàng ngày ha. Rồi, thì đối với cái tư duy đó là cái tư duy như thế nào? Thì anh chị hình dung nè. Khi mà chúng ta kiếm tiền trên thị trường, thì anh chị sẽ muốn kiếm tiền khi mà cổ phiếu nó như thế nào anh chị? Khi cổ phiếu nó đang tăng giá phải không ạ? Đúng không? Đấy, còn khi mà thị trường nó đi ngang hoặc là khi thị trường nó giảm giá như này nè. Đấy, anh chị nghĩ mình có kiếm tiền không? Hầu như là 80% các cổ phiếu trên thị trường đều sẽ vận động theo cái xu hướng của thị trường. Vậy thì khi thị trường giảm giá như này nè, cổ phiếu anh chị đánh nó có giúp anh chị kiếm tiền không? Đa số là không, đúng không ạ? Hoặc là khi thị trường đi ngang như này nè, đấy, một cái thị trường phân hóa sẽ có cổ phiếu tăng, sẽ có cổ phiếu giảm. Vậy thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu nó rất là khó. Vậy thì sao anh chị? Vậy thì anh chị có kiếm tiền dễ dàng trong cái giai đoạn này không? Khó đúng không anh chị? Vậy thì chúng ta chỉ kiếm tiền được khi thị trường nó tăng giá như này. Đấy. Và cũng chính cái nhịp tăng này là cái nhịp tăng của dòng chứng khoán năm 2023. Đó. Anh chị nào mà theo dõi em từ năm 2023 thì cũng biết được là những cái cổ phiếu chứng khoán mà em có chia sẻ anh chị đầu tư. Đấy. Trong cái giai đoạn đó nó tăng khủng khiếp như nào. Thì quay trở lại cái giai đoạn này. Thì giai đoạn này là một cái thị trường đang trong một cái xu hướng tăng, gọi là tăng trung hạn anh chị. Cái xu hướng của nó vẫn chưa bị bẻ gãy. Vậy tức là thị trường nó vẫn còn tiếp tục nó đi lên. Và anh chị nào mà anh chị theo dõi em những cái nhận định gần đây đi, không cần phải quá xa xôi đâu, anh chị cũng biết là kiệt này nó vẫn view cái thị trường này về một cái xu hướng trung hạn, gọi là xu hướng tăng anh chị. Đấy. Và nếu như thị trường nó vẫn giữ được cái vùng mốc hỗ trợ quan trọng này 1240, 1250 thì thị trường này nó vẫn an toàn. Đấy, và đối với một cái thị trường an toàn như vậy thì chúng ta chỉ cần đi tìm kiếm những cái cơ hội thôi. Và khi nào chúng ta cần phải giải ngân thì trong video này chúng ta sẽ cùng làm rõ ha. Đối với cái nhóm ngành mà em muốn chia sẻ với anh chị, nó cũng là một cái nhóm ngành mà cái giai đoạn vừa rồi nó cũng tăng giá rất là tốt và nó đang có sóng. Đang có sóng, tại sao em lại chia sẻ cho anh chị về cái nhóm ngành hoặc là những cái cổ phiếu có sóng để anh chị tập trung, anh chị giải ngân vậy? Vì thứ nhất á, là anh chị chỉ kiếm tiền khi mà cổ phiếu nó tăng giá thôi. Mà khi nào cổ phiếu tăng giá? Khi nó có sóng đúng không anh chị? Ví dụ dòng ngân hàng cái giai đoạn đầu năm 2024 có những cổ phiếu như là CTG này, nó vào sóng, nó mới giúp anh chị tăng giá. Còn cái giai đoạn mà cổ phiếu nó đi ngang như này nè, đó, nó lên giúp anh chị đánh được một cái khoản lãi T cộng thôi, tức là ăn được 7-10% gì đó thì nó kết thúc, lên được đoạn nè, sau đó nó giảm. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn đi ngang của cổ phiếu, anh chị rất là khó kiếm tiền. Nhưng khi cổ phiếu nó vào giai đoạn tăng giá như này nè, đó, thì cái việc anh chị kiếm tiền ở cổ phiếu nó dễ dàng hơn. Hoặc là cổ phiếu ACB nè anh chị, đúng không ạ? ACB cái giai đoạn này là giai đoạn gì? Giai đoạn đi ngang của cổ phiếu, đúng không ạ? Vậy thì khi nào chúng ta kiếm tiền được nó? Khi nó tăng giá, đúng không? Đấy, thì nó sẽ giúp anh chị kiếm tiền nhiều hơn so với cái giai đoạn mà cổ phiếu nó đi ngang. Hoặc là cổ phiếu gì? Cổ phiếu BID nè anh chị, cũng là cổ phiếu ngân hàng, nó giúp anh chị kiếm được bao nhiêu tiền anh chị? Đấy, mấy chục phần trăm, đúng không ạ? Trong khi là cổ phiếu nó đang đi ngang, nó không giúp anh chị kiếm tiền. Vậy thì chúng ta chỉ tập trung vào những cổ phiếu có sóng, những cổ phiếu đang tăng giá, hoặc là những cổ phiếu nó cho điểm mua.
chứ không nên tập trung vào những cái cổ phiếu mà nó vẫn đang gọi là cái xu hướng nó đang yếu hơn so với thị trường, hoặc là nó vẫn đang tích lũy anh chị, vì nó sẽ không giúp anh chị kiếm tiền và nó sẽ làm anh chị mất đi những cái chi phí cơ hội. Đó chính là cái tư duy giúp cho em lựa chọn được những cái cổ phiếu mạnh trên thị trường, tập trung vào những cái cổ phiếu nó tăng giá và nó giúp anh chị kiếm tiền, loại bỏ những cái cổ phiếu nó không tăng giá hoặc là nó chưa tăng giá anh chị, để mình tiết kiệm tiền, gọi là mình tối ưu được cái chi phí cơ hội của mình. Đó, đó là cái tư duy giúp em kiếm được nhiều tiền trên thị trường khi thị trường tăng giá, còn khi thị trường giảm giá em sẽ giữ được tiền. Bởi vì khi thị trường giảm giá này, anh chị thấy là đâu có cổ phiếu nào nó vào sóng đâu, đúng không ạ? Anh chị nhìn lại cái đoạn mà tháng 9, tháng 10 gọi là 2023, cái đợt đó là đợt downtrend của thị trường. Thì khi đó rất nhiều cổ phiếu nó giảm giá, ví dụ như những cổ phiếu tăng giá nóng này, như là SHS đi, nó cắm đầu nó rơi này. Hoặc là cổ phiếu gì anh chị? Cổ phiếu như là SSI này, đó, nó cắm đầu nó rơi này, không có sóng. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà em giữ tiền tốt nhất. Trong khi đó rất nhiều anh chị nhà đầu tư vẫn còn hăng máu với thị trường. Những cổ phiếu như Novaland này, anh chị nói là nó càng chiết khấu thì anh chị càng mua. Anh chị nào còn nhớ không ạ? Và chính những cái sai lầm đó, anh chị mới học được cái bài học cho riêng mình. Đó là khi thị trường giảm hoặc là cổ phiếu đang rơi, anh chị hạn chế anh chị bắt vào. Anh chị hạn chế anh chị gọi là bắt đáy cổ phiếu hoặc là đi dò đáy cổ phiếu ha. Bởi vì nó sẽ rất là nguy hiểm, nó rất là rủi ro. Đó. Thì đó, khi thị trường giảm giá sẽ không có cơ hội để anh chị tham gia. Nhưng khi thị trường nó quay trở lại một cái xu hướng tăng, thì cái việc anh chị cần làm là đi tìm kiếm cơ hội, chứ không phải là ngồi sợ hãi thị trường anh chị. Đấy, ngồi đoán đỉnh thị trường, khi nào thị trường tạo đỉnh. Đấy, anh chị ngồi đoán đỉnh mãi luôn. Thật sự, rất nhiều anh chị nói là ở đây nè, thị trường nó sắp tạo đỉnh rồi, bán đi. Bán xong rồi nó chạy thêm một khúc, tăng cả 100 điểm. Anh chị nào còn nhớ mà, tăng cả 100 điểm. Ở đây anh chị đoán đỉnh đúng không ạ? Ok, nó giảm thiệt. Nhưng mà sao? Có những cổ phiếu nó không tạo đỉnh mà nó tiếp tục nó đi lên. Đấy, anh chị hình dung được không ạ? Vậy nó là cái việc mà chúng ta đoán đỉnh thị trường á, nó không quá quan trọng. Bởi vì trong một cái xu hướng tăng của thị trường á, thì nó sẽ có chỉnh, nó lên, nó chỉnh, nó lên. Đấy, nên là việc chúng ta cần làm là chúng ta làm sao để mà tối ưu được cái nhịp, tối ưu được cái lợi nhuận của mình trong một cái xu hướng tăng của thị trường là nó tốt nhất lắm rồi anh chị. Quay trở lại nè, đối với cái thị trường hiện tại thì em có chia sẻ với anh chị về cái góc nhìn của mình cho một cái tuần giao dịch sắp tới, là tuần sau anh chị. Là trong video ngày hôm qua em có chia sẻ với mọi người là thị trường nó vẫn trong một cái trạng thái đi ngang. Vậy trong cái trạng thái đi ngang ngắn hạn này nè, thì những cổ phiếu dòng thị trường như là dòng chứng khoán, dòng ngân hàng hoặc là dòng bất động sản, có một vài cái cổ phiếu nó đi ngược thị trường thôi, nhưng mà đa số còn lại thì nó vẫn còn đang yếu hơn so với thị trường, phải không anh chị? Vậy thì chúng ta sẽ không tập trung vào những cái cổ phiếu có phân khúc lớn, chúng ta sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu gọi là phân khúc ngách của thị trường. Đấy, những cổ phiếu ngách đó anh chị, tức là những cổ phiếu trong hẻm, trong kẹt anh chị, để mà chúng ta đánh. Đó, thì cái nhóm ngành mà em muốn giới thiệu với anh chị trong video ngày hôm nay là cái nhóm ngành cao su. Đó, nhóm ngành cao su là một cái nhóm ngành gọi là nó đang manh nha vượt đỉnh. Và anh chị nào để ý là những cổ phiếu như GVR nè, em biết là rất nhiều anh chị quan tâm những cái cổ phiếu như GVR, nó sắp vượt đỉnh chứ em, đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay em sẽ đề cập, em sẽ phân tích với anh chị về cái cổ phiếu đó ha. Đấy, rồi thì quay trở lại nè, những cổ phiếu như là GVR hoặc là cổ phiếu DRC nè anh chị, đấy, hoặc là BHR nè, đa số đều đang tiệm cận về tới những cái vùng đỉnh hết cả rồi. Vậy thì cái việc chúng ta cần làm là nhận biết khi nào cổ phiếu nó vào sóng để mà chúng ta tham gia. Còn khi cổ phiếu nó đang tích lũy, nó có thể nó sẽ gặp rung lắc, nó có thể sẽ rũ một phát nữa, nó tạo mẫu hình gì anh chị? Mẫu hình biên độ thu hẹp dần anh chị, gọi là VCB. Đấy, có thể nó có thể rũ thì sao anh chị? Thì cái việc chúng ta cần làm là đi tìm kiếm cái điểm mà nó kích hoạt vào sóng như này nè anh chị, để chúng ta tham gia, chúng ta sẽ né tránh được những cái cú điều chỉnh của thị trường, của cổ phiếu. Ok không ạ? À? Đó. Thì quay trở lại nè, thì đối với cái cổ phiếu dòng cao su á, anh chị sẽ thấy à, cổ phiếu dòng cao su này đa số đều đang tiệm cận về tới vùng đỉnh, nhưng mà trước đó những cổ phiếu này nó có sóng không? Có sóng. Ví dụ cổ phiếu GVR, anh chị thấy là từ những cái vùng nền giá của nó nè, nó đi lên bao nhiêu phần trăm anh chị? 50-60%. Đấy,
Thì đối với khách hàng của em thì em có khuyến nghị chốt lãi đâu đó tầm khoảng 50 mấy% anh chị, 55%. Đấy, tức là khi mà xuất hiện những cái tín hiệu này nè anh chị, thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu cơ cấu cổ phiếu ra. Chúng ta không cần phải bán ngay tại vùng đỉnh đâu. Như anh chị nói là cổ phiếu lãi tới 65% lận hoặc là 60% gì đó, sao em không chốt lãi tại đó đi, mà em chốt lãi đâu đó tầm khoảng 50 mấy% thôi. Tại vì chúng ta đâu có đi ngồi dự đoán đỉnh cổ phiếu đâu anh chị, đúng không ạ? Ngồi dự đoán được đỉnh của cổ phiếu á, là chúng ta sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Ví dụ cái giai đoạn này cổ phiếu nó đi lên nè, anh chị cứ ngồi dự đoán đỉnh của thị trường là kiểu gì cũng bán mất cổ phiếu ra, phải không anh chị? Lên được mới 30% mà cái đó bán mất cổ phiếu ra rồi, những cái nhịp sau đó nó vẫn còn kéo lên nè anh chị. Đấy, nó là việc mà chúng ta dự đoán đỉnh của cổ phiếu nó rất là khó. Và khi nào em sẽ bán cổ phiếu thì trong video này em cũng sẽ phân tích với anh chị luôn. Trong cái nhịp vừa rồi nè, cổ phiếu GVR nó có một cái nhịp tăng, gọi là một cái nhịp vào sóng của cổ phiếu, hoặc là cổ phiếu như là DBR đi anh chị, dòng cao su nè, Đồng Phú, đúng không ạ? À? Nó đi lên như nào anh chị? Đây nè, đây nè anh chị, 40%, đúng không ạ? À? Hay là cổ phiếu gì BHR, BHR thì nó yếu hơn tí, đâu đó tầm khoảng 30% thôi. Đấy, hoặc là cổ phiếu gì DRC nè anh chị, đúng không ạ? À? Đó, nó đi lên từ nền bao nhiêu, 50%. Và những cổ phiếu này đa số đều có một cái nhịp tăng trước đó. Vậy thì cái việc hiện tại là cổ phiếu nó đang tích lũy trở lại quanh cái vùng đỉnh cũ của nó, đúng không ạ? Vậy thì khi nào chúng ta tham gia? Khi mà nó tích lũy xong, đúng không ạ? Tích lũy xong khi nào? Khi mà nó kiệt quệ về khối lượng nè và bắt đầu có dòng tiền vào. Đấy, hiện tại thì nó vẫn chưa xuất hiện đâu anh chị. Nếu mà em phân tích cho anh chị á thì anh chị sẽ rất là mơ hồ, anh chị sẽ không hiểu đâu. Nhưng mà em sẽ lấy những cái ví dụ ở quá khứ để mà chia sẻ cho anh chị ha. Khi nào nó vào sóng? Khi mà nó tích lũy kiệt cung trở lại, ví dụ quanh cái vùng đỉnh cũ này, anh chị thấy nó có một cái nền giá của cổ phiếu GVR này. Đây, cổ phiếu GVR quanh cái vùng đỉnh cũ này, nó có một cái nền giá, và cuối quá trình nền giá nó tích lũy, nó kiệt quệ về biên độ, đúng không ạ? Bắt đầu có dòng tiền vào, phải có dòng tiền vào thì cổ phiếu nó mới tăng được. Bởi vì sao ạ? Vì anh chị hình dung nè, một cái chiếc xe, một cái siêu xe đi anh chị, một cái siêu xe dù nó có tốt cỡ nào, nó có đắt tiền cỡ nào đi chăng nữa, nhưng nó không có xăng thì nó có chạy được không anh chị? Hoặc là nó không có điện, nó có chạy được không anh chị? Dòng tiền nó tượng trưng cho nguồn điện hoặc là nguồn xăng của một cái chiếc xe đó. Vậy thì phải có dòng tiền vào thì cổ phiếu nó mới tăng giá được, phải có xăng vào thì chiếc xe đó mới chạy được. Cho nên là một cổ phiếu nó muốn tăng giá, nó phải có dòng tiền vào để đẩy giá nó đi lên. Và cái việc mà đẩy giá như vậy nó sẽ tạo cho cổ phiếu đó một con sóng. Đó, anh chị hình dung không ạ? À? Và cái giai đoạn này cũng vậy. Nếu như mà cổ phiếu GVR này nè, anh chị kỳ vọng á, là cổ phiếu nó tăng dựng đứng, gọi là nó phục hồi từ đáy nó đi lên theo hình chữ V, nó tăng như này nè. Không có đâu anh chị. Khó lắm anh chị, thiệt sự. Một cái thị trường mà nó đang bị phân hóa như vậy mà cổ phiếu nó muốn kéo tăng dựng đứng như này rất là khó. Bởi vì anh chị hình dung á, là cổ phiếu mà nó tăng như vậy á, sẽ rất là nhiều nhà đầu tư quan sát nó, sẽ nhiều nhà đầu tư thấy được cổ phiếu này nó tăng, đúng không ạ? À? Vậy thì khi thấy cổ phiếu nó tăng, có phải là đa số sẽ tham gia vào cổ phiếu không ạ? À? Tham gia vào cổ phiếu thì sẽ xuất hiện rất nhiều nguồn cung đeo bám. Vậy thì cổ phiếu nó có tăng được không? Nó lên đường tí rồi nó bán, nó lên đường tí rồi nó bán. Vậy thì tại sao nó không tích lũy lại ở bên dưới nè, đúng không ạ? À? Nó kéo lên làm gì? Đó, vậy thì giai đoạn này nó sẽ tích lũy lại trở lại đây. Đó, anh chị hình dung không ạ? À? Anh chị đừng có kỳ vọng là cổ phiếu giai đoạn này nó tăng dựng đứng, nó tăng vượt đỉnh. Không có đâu anh chị. Nó muốn tăng nó sẽ tích lũy lại, và khi tích lũy xong thì sao? Nó tăng nó nhẹ nhàng hơn. Vì ở đây nè, nó sẽ loại bỏ những nhà đầu tư đeo bám. Loại bỏ bằng cách nào anh chị? Loại bỏ bằng những cái nhịp đạp của thị trường. Anh chị hình dung nè, những cái cú này nè, anh chị có lôi hàng ra bán không? Kiểu gì cũng mất hàng, đúng không ạ? À? Hoặc là cái cú này nè, anh chị nào còn nhớ cái phiên hôm thứ năm này giảm 20 điểm cái là lôi hàng ra bán sạch. Đấy, thì khi mà lôi hàng ra bán như vậy thì sao anh chị? Thì mất hàng. Thì khi mất hàng như vậy thì sao? Hàng vô tay ai? Vô tay những nhà tổ chức đang bắt đầu gom hàng tại vùng đỉnh. Đó. Và em có chia sẻ với chị một cái câu rất là hay nè anh chị. Cổ phiếu nè, em đang theo dõi vận động của các cổ phiếu kênh trên. Những cổ phiếu nào gần vùng kháng cự nhất và nó đang có dấu hiệu test cung volume thấp. Tại sao lại phải gần vùng kháng cự nhất?
Vì nơi đó là cái nơi mà tổ chức họ chấp nhận họ thu hút nguồn cung ở cái giá cao, gọi là mua lại cái nguồn cung giá cao anh chị. Đúng không ạ? À? Một cái món hàng nó có giá trị khi mà nó được trả giá cao, chứ không phải là nó trả giá thấp anh chị. Ví dụ anh chị ra chợ, anh chị mua một cái món hàng đi, đúng không ạ? À? Anh chị mặc cả nó từ giá 50 xuống giá 20 ngàn còn được, đúng không ạ? À? Nhưng khi anh chị vào một cái store, một cái cửa hàng lớn đi, anh chị có mặc cả được không? Làm gì mặc cả được? Bởi vì cái món hàng đó nó được định giá với cái giá mặc định như vậy, đúng không ạ? À? Thì anh chị trả giá bằng cách nào? Đấy, vậy thì những cái món hàng nó có giá trị, nó sẽ được mua giá cao. Còn những món hàng nó không giá trị thì sao? Anh chị càng trả giá thì nó càng rẻ. Đấy. Cho nên là mình hãy tập trung vào những cái cổ phiếu nó mang tới giá trị cho mình. Anh chị nào mà mình làm kinh doanh á, anh chị nào mà mình gọi là mình kinh doanh lâu á, mình sẽ hiểu cái vấn đề này. Cái vấn đề mà em chia sẻ với anh chị là khi mà một cái món hàng á, nó được trả giá cao thì nó sẽ là một cái món hàng ngon, một món hàng tốt. Còn một cái món hàng mà anh chị càng trả giá nó xuống á, thì nó không phải là món hàng ngon. Đó, nên là cái quan điểm của em lựa chọn cổ phiếu á, là luôn tập trung vào những cái cổ phiếu mà nó tăng giá được, những cổ phiếu nó trên cao. Còn những cổ phiếu ở bên dưới á, nó càng giảm á, thì nó vẫn chưa phải là cái phân khúc mà em muốn hướng đến cho anh chị ha. Rồi thì quay trở lại nè, cổ phiếu GVR khi nào chúng ta đánh? Khi mà nó tích lũy trở lại thì em sẽ hướng dẫn mọi người tham gia. À quên nữa, nãy giờ ngồi phân tích quá trời luôn mà chưa giới thiệu cái nhóm cộng đồng. Anh chị nào mà thấy em chia sẻ hay nè, thấy em chia sẻ thực chiến, anh chị đồng hành với em trong cái nhóm cộng đồng này đi. Đây nè, cái nhóm này là cái nhóm mà em chia sẻ cho anh chị về những cái phân tích của em. Đấy, thì cuối tuần vừa qua có nhiều anh chị hỏi em về các mã cổ phiếu. Em cũng ngồi để mà em phân tích cho anh chị, nghiên cứu cho anh chị về những cái mã cổ phiếu tiềm năng ha. Đấy, nên là anh chị nào mà mình muốn đồng hành cùng em, anh chị có thể quét cái mã QR phía bên góc trái màn hình nè, hoặc là kéo xuống phía bên dưới có cái đường link để mà anh chị tham gia vào nhóm cùng em ha. Quay trở lại nè, cổ phiếu GVR nó sẽ tích lũy trở lại ha. Đấy, anh chị đừng có mong là nó sẽ kéo luôn. Đấy, khó lắm anh chị. Hoặc là BHR này, nó cũng sẽ tích lũy lại quanh cái vùng đỉnh này trước khi mà nó muốn tăng giá. Đó. Hoặc là cổ phiếu gì anh chị? DRC, đúng không ạ? DRC, anh chị thấy là cái nhịp này là cái nhịp mà nó vượt ra khỏi cái vùng đỉnh, gọi là vùng đỉnh thế kỷ của cổ phiếu rồi. Nhưng mà nó có thật sự nó tăng giá được không anh chị? Không, nó không tăng giá được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó cần phải tích lũy thêm. Vậy thôi anh chị, một cổ phiếu mà nó muốn bứt phá khỏi cái vùng đỉnh 52 tuần hoặc là vùng đỉnh thế kỷ á, thì nó phải có một cái xung lực mạnh và đi kèm với đó là một cái nhịp tăng giá mạnh. Anh chị thấy, cái phiên này là cái phiên mà nó bị thất bại về cái sự nỗ lực này anh chị. Mặc dù là có dòng tiền vào nó nhiều hơn so với cái phiên hôm trước, đúng không ạ? Nhưng xét về cái biên độ giá nó không có tăng. Vậy chứng tỏ là cổ phiếu này nó vẫn chưa vào pha tăng giá được. Tức là nó vẫn còn tích lũy trở lại. Vậy thì cổ phiếu tích lũy trở lại thì anh chị hạn chế anh chị đánh. Khi nào nó tích lũy xong á, anh chị tham gia vào đánh nó. Đấy, còn khi nào biết nó tích lũy xong anh chị? Khi có dòng tiền vào và mình mua vào cổ phiếu, sau đó nó giúp mình kiếm được tiền, nó giúp mình tăng giá anh chị, thì anh chị giữ nó, anh chị biết nó vào sống. Đó, còn bây giờ thì sao? Nó còn tích lũy, đúng không ạ? Tích lũy thì chờ tích lũy xong đi anh chị. Cổ phiếu này á, nó muốn vào sống á, nó rủ một cái đi. Nó rủ một cái để coi còn nguồn cung nào bán ra không. Nó mà rủ với cái khối lượng lớn đi anh chị, thì lúc đó chúng ta quan sát thêm. Còn rủ mà khối lượng bé dần đi anh chị, thì anh chị biết á, là không còn ai bán nữa rồi. Thì khi mà có dòng tiền quay trở lại đi anh chị, nó sẽ là cái điểm mua cho chúng ta ha. Hiện tại nó chưa xuất hiện đâu anh chị. Còn anh chị nào mà mình muốn tham gia vào những cái cổ phiếu dòng cao su này nè, anh chị tham gia vào nhóm đi, em sẽ định hướng cho mọi người ha. Còn anh chị nào hiện tại mình đang có những cổ phiếu cao su này rồi, anh chị bình luận phía bên dưới giúp em. Anh chị đang nắm giữ cổ phiếu nào? Ví dụ như là anh A đang cầm cổ phiếu GVR, anh bình luận xuống cổ phiếu GVR đi. Hoặc là anh chị bình luận cái cổ phiếu đó với cái giá mua hiện tại của anh chị đi, để em xem coi nó có tiềm năng hay không ha. Hoặc là cổ phiếu gì anh chị? Cổ phiếu DRC nè, đó, ví dụ quanh giá như là quanh giá 30 đi anh chị. Đó, đúng không? Đấy, quanh giá 30 thì nó vẫn tiềm năng, bởi vì mình cầm thôi anh chị, có lỗ đâu mà sợ, đúng không ạ? Quanh giá 30 quanh đây nè anh chị. Rồi. Cổ phiếu DRC rồi vân vân, những cổ phiếu dòng cao su anh chị nào mình đang nắm giữ, anh chị bình luận phía bên dưới giúp em đi. Đó. Rồi. Ví dụ nè, cổ phiếu mà nó chưa vượt đỉnh. Đây nè anh chị.
Anh chị thấy đây có phải là vùng gì anh chị? Vùng đỉnh 52 tuần của cổ phiếu FRT này anh chị. Thì cái phiên này là cái phiên mà nó rách ra khỏi cái vùng đỉnh 52 tuần rồi, nhưng mà sao nó không tăng giá mạnh nhỉ em? Bởi vì sao ạ? Vì cổ phiếu này nó sẽ tích lũy thêm, đúng không ạ? Thị trường lúc đó như nào anh chị? Thị trường lúc đó có tăng đâu, thị trường lúc đó tích lũy mà anh chị. Đó, thị trường đi ngang tích lũy mà. Vậy thì cổ phiếu tích lũy trở lại. Và khi mà nó có những cái phiên xác nhận sau đó nè anh chị, là những cái phiên dòng tiền vào nè. Đấy, thì đây là những cái phiên mà nó bước vào một cái pha tăng giá. Đó, anh chị hình dung được không ạ? Thì đó chính là cái cách mà chúng ta đi săn tìm những cái cổ phiếu vào pha tăng, cũng như là những cái cổ phiếu nó tiệm cận về tới những cái vùng đỉnh cũ của nó nè. Những cái cổ phiếu mà nó tiệm cận về tới vùng đỉnh cũ á, anh chị thấy á, là nó giá cao quá rồi, không dám mua. Đấy, nhưng mà anh chị thấy cổ phiếu giá càng cao á, thì nó càng cao hơn, nó càng ngon hơn anh chị. Anh chị nhìn nè, vùng giá 100 á, ai cũng chê nó mắc hết, nhưng tới vùng giá 150 nè, ai cũng thấy nó ngon hết, đúng không anh chị? Đấy, 100 thì không chịu mua, lên tới 150 nè, mới thấy nó ngon, mới thấy nó đẹp. Đó, thì đó là cái mà rất nhiều anh chị nhà đầu tư của chúng ta bị quan điểm sai lầm. Tức là một cổ phiếu nó càng cao á, thì anh chị lại sợ, sợ nó upbo, sợ nó giảm. Nhưng mà không anh chị, cổ phiếu cao, cổ phiếu nó càng cao, một cái nghịch lý trên thị trường là cổ phiếu nó càng có giá cao á, thì nó càng ngon, nó càng tăng giá dễ hơn. Còn cổ phiếu nó có giá thấp á, thì chưa chắc nó giúp anh chị kiếm tiền, nó còn giúp anh chị lỗ hơn nữa. Bởi vì ở phía trên của nó còn rất nhiều nguồn cung. Em lấy ví dụ như là cổ phiếu SSI đi. Anh chị thấy nè, đây là gì anh chị? Đây là một cổ phiếu mà phía trên của nó vẫn còn nguồn cung, đúng không ạ? Trong ngắn hạn nha anh chị, trong ngắn hạn, tức là nó vẫn còn nguồn cung ở phía trên, quanh cái vùng đỉnh 1290 của thị trường anh chị. Thì khi đó nè, đó, nó lên cái là nó bị chỉnh, lên cái là bị chỉnh, nó chưa tăng được. Nhưng những cổ phiếu khác, một khi nó vượt ra khỏi vùng đỉnh rồi, thì cái việc nó cần làm là nó tăng giá thôi anh chị. Đấy. Rồi, thì đó là một vài chia sẻ của em trong cái video ngày hôm nay. Đó là về cái dòng khu công nghiệp nha anh chị. Một cái dòng ngành tiềm năng cho cái tháng 6 này. Và khi nào chúng ta tham gia lại nó, anh chị nói lại cái điều kiện chưa? Khi cổ phiếu tích lũy xong, chúng ta tham gia. Còn bây giờ anh chị cứ thấy nó tăng, tăng vượt đỉnh tí nè. Ví dụ ngày mai đi, mà nó vượt ra khỏi cái vùng giá 37 đi anh chị. Kiểu gì anh chị cũng nói nó vào sóng. Kiểu gì anh chị cũng nói nó tăng giá. Nhưng mà cổ phiếu nó muốn vào sóng đoạn này, nó phải tích lũy trở lại. Bởi vì cổ phiếu nó tăng giá như vậy á, là kéo rướng, nó tăng ẩu. Mà tăng ẩu thì sao? Thì nó rất dễ fail. Đấy, đó anh chị hình dung không à? Nó mà cứ kéo như vậy thì rất nhiều nhà đầu tư nhìn thấy nó. Và khi nhìn thấy nó thì sao anh chị? Thì nó có tăng nổi đâu. Đầu video em có chia sẻ đó anh chị. Đấy, còn những cổ phiếu mà nó bị tích lũy, gọi là gom hàng tới nỗi mà không còn ai bán ra như vậy, gọi là cái sự chán nản tột cùng á anh chị, mất thanh khoản nè. Cổ phiếu bị mất thanh khoản á, là những cái cổ phiếu tuyệt vời để anh chị giải ngân. Ví dụ là B băng nè, à, anh chị nói là ở dưới đây nè, cái vùng dưới thì thanh khoản thấp là đúng rồi, đúng không ạ? Anh chị nhìn LB băng nè, anh chị nhìn đây, đây là gì anh chị? Một cái vùng mất thanh khoản của cổ phiếu, đúng không ạ? Còn bên dưới này cũng là vùng mất thanh khoản của cổ phiếu. Đó, nó có khác gì nhau đâu anh chị. Nhưng mà nó cho thấy được cái sự chán nản của nhà đầu tư. Anh chị nhìn đi, một tuần mà cổ phiếu nó không tăng giá được, nó mất thanh khoản như này, anh chị có chán không? Trời ơi, cầm hàng chán gần chết đấy anh chị. Đúng không? Cầm hàng chán thật sự đó anh chị. Bởi vì nó đang cố, bởi vì nó đang cố làm cho nhà đầu tư chán nản, nó mới gom được nhiều hàng nhất. Anh chị càng chán nản thì tổ chức càng dễ lấy hàng của anh chị. Thị trường anh chị đang, tức là khi mà anh chị đang có một cái tâm lý chán nản đi, đấy, thị trường nó giảm một cái thôi, tức là anh chị thấy nè, thị trường nó đạp một cái thôi, đạp nhẹ nhàng thôi, đạp đâu đó tầm khoảng 5 điểm này, đấy, anh chị cũng lôi hàng ra anh chị bán. Tại vì cầm mãi mà nó không tăng giá, cầm xong rồi nó bán xong cái nó tăng, trời ơi tiếc đứt ruột. Mà bán xong rồi nó tăng lại không dám mua, thế là bỏ lỡ một cái nhịp tăng, đúng không ạ? LB băng nó chưa kết thúc nhịp tăng đâu anh chị, nó sẽ còn tăng thêm. Đấy, nó sẽ còn tăng thêm. Thị trường này nó vẫn chưa kết thúc nhịp tăng đâu anh chị, nó sẽ còn tăng thêm. Đấy, thẳng thắn với anh chị luôn. Bởi vì sao ạ? Vì vùng móc hỗ trợ này nếu như mà nó không thủng thì
nó chỉ có đi ngang hoặc nó đi lên thôi. Anh chị có đồng tình với em không ạ? Mốc hỗ trợ này nó không thủng thì nó chỉ có đi ngang hoặc nó đi lên thôi. Đấy, thì khi đi ngang đủ rồi sao anh chị? Phải đổi xu hướng đúng không ạ? Hỗ trợ không thủng thì đổi xu hướng là thành xu hướng tăng. Đấy, nên là giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta chỉ tập trung vào cổ phiếu, đừng có quan sát quá nhiều thị trường. Vì anh chị thấy nè, thị trường trong một tuần vừa rồi dường như cái chỉ số nó không có thay đổi, đúng không ạ? À? Đây là 2 tuần gần nhất của thị trường này, cái chỉ số dường như nó không thay đổi, nó không quá khác biệt anh chị. Đấy, nên là anh chị ngồi anh chị nghiên cứu chỉ số thị trường, nó chỉ giúp anh chị giải quyết được cái bài toán trong ngắn hạn thôi. Còn cái việc mà anh chị nghiên cứu cổ phiếu á, nó sẽ giúp cho anh chị có thể nắm giữ được cái cổ phiếu tầm trung và dài hạn ha. Rồi, thì nãy giờ chia sẻ cũng khá là nhiều rồi anh chị. Đấy, anh chị nào mà mình chưa like video, anh chị nhớ nhấn giúp em một cái lượt like nha. Đấy, anh chị kéo xuống phía bên dưới phần video này, nó có cái nút like. Anh chị nhấn giúp em một cái nút like, một cái nút đăng ký kênh. Nếu như anh chị thấy những cái chia sẻ của em nó hay, thực chí nha. Rồi, cảm ơn anh chị nhà đầu tư đã theo dõi video ngày hôm nay của em. Và cũng như là cảm ơn cái sự nhiệt tình đã ủng hộ trong những cái video vừa qua của anh chị. Rồi, em cảm ơn tất cả anh chị nhà đầu tư và hẹn gặp anh chị trong một cái phiên giao dịch tuần sau nha. Rồi, nếu như mà anh chị còn những cái thắc mắc gì, anh chị có thể để lại phía bên dưới phần bình luận để em hỗ trợ anh chị sớm nhất. Hoặc anh chị có thể tham gia vào cái nhóm cộng đồng của em đang hỗ trợ cho anh chị hoàn toàn miễn phí. Đấy, anh chị tham gia vào nhóm đi, không có tính bất kỳ cái loại phí nào đâu. Đấy, anh chị quét cái mã QR này, đó, hoặc là anh chị kéo xuống dưới có một cái phần bình luận. Đấy, có cái đường link anh chị nhấn vào cái đường link đó để mà anh chị tham gia vào nhóm đồng hành cùng em nha. Rồi, hẹn gặp lại anh chị trong video gần sắp tới nha. Rồi, chúc anh chị cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.